Hiện giờ có khoảng 30-40 triệu người đã là đạo Thiên Tâm rồi. Nhưng mà chỉ vì một chút xíu còn hơi quê, phải không? Còn hơi mắc cỡ. Thì hôm nay cũng là một cái cách thanh lọc thêm nữa. Thôi coi mắc cỡ cỡ nào. Chết tới nơi rồi nó mắc cỡ. Hôm nay cơ trời lộ sạch thất, chú mắc cỡ ai đâu mắc cỡ. Tỷ phú kiểu này tiền thiếu gì, làm biết như chuyện vui chơi. Sao không làm, tối ngày cứ ngồi đây nói chuyện rồi đi chỗ này, chỗ kia xây dựng hoài đấy làm chi. Lưu truyền nghìn năm, mình không có chỗ để mình trụ lại, mình không có chỗ để đặt tượng Phật, đựng cha mẹ, thì làm sao trong tương lai chúng sanh có nơi để làm. Chú không làm ai làm vậy? Làm phải bằng tâm á, chứ không phải làm bằng tiền đâu. Làm xây chùa, tạo tượng, tạo núi, tạo một cái nơi. Ngày xưa Đức Phật Thích Ca cũng phải cần có giường Kỳ Đà cấp cô độc. Ông phải lót vàng á để mua cái miếng đất đó để cho Phật giảng pháp. Cái ông mà Dương Gia đó, ông tên gì ta? Dương Kỳ Đà, ông là Kỳ Đà phải không? Thái tử Kỳ Đà, thì Kỳ Đà tức là ông Kỳ Đà đi. Con Kỳ Đà đi, mình nói con Kỳ Đà dễ nhớ. Tại thời nay mình phải biến chế một chút. Con Kỳ Đà rất là giàu. Đầu tiên không có chịu bán cái miếng giường đó. Còn ông cấp cái độc cũng là tỷ phú giàu. Nhưng mà Đức Phật cần có cái chỗ ngồi thì người ta mới tới, thì Phật mới dạy được. Cái ông cấp cô độc á, thì ổng mua. Cái ông Kỳ Đà nói không bán, năn nỉ hoài cũng không bán. Đến lúc ông cấp ông Kỳ Đà, ông tưởng là ông nói để cho ông này đừng có trả giá, tại ông là Dương Gia, ông già ông đâu có cần tiền đâu. Khi nào ông lót vàng hết cái miếng đất của tôi á, thì lúc đó đó tôi mới bán để cho Phật giảng pháp ở đây. Vậy là ông này ông chơi liền. Ông về ông lấy vàng ông lót đầy một cái sân đất rộng thênh thang là không biết bao nhiêu cây không, khủng khiếp luôn á. Rồi cái ông Kỳ Đà, ông thấy ông này làm thiệt, ông quản hồn. Hay. Tôi không cần tiền, tôi chỉ hù ông để cho ông chạy, nhưng mà ông không chịu chạy. Ông làm thiệt thì thôi, ông chỉ lót những cái nơi thôi, ông chừa những cái gốc cây lại cho tôi cúng dường cái cây, ông cúng dường đất. Thì cho nên cái công viên mà vườn Kỳ Đà lại có hai cái tên, vườn Kỳ Đà cấp cô độc. Thì Phật mới có cái nơi để mình ngồi nói chuyện. Cái nơi nó quan trọng lắm. Cái núi Thiên Long Sơn mình cực kỳ quan trọng trong nhân loại. Trong 3.000 năm về sau, vừa đạo Thiên Tâm, vừa độ mấy Mỹ lì lợm ở đây, vừa để mà thống nhất cái đạo trên thế giới. Cho nên trong cuộc đời của chú, hết Houston sẽ đi đủ khắp nơi. Chỗ nào có đủ duyên thì cha mẹ cho mua đất thì mình mua. Còn cái đất bên Houston đó, là cũng là do bề trên kêu mua, thì nó sẽ lan rộng vậy. Mà mình không có chỗ mình ngồi, giống như cũng may á, mình bị đuổi từ ở Thiên Long Sơn, mình bị đuổi vô chùa đúng không? Chùa thì cũng không yên với mấy người Phật tử, với mấy ông thầy bệnh đúng không? Thì mình mới chạy, thì bữa chạy bên hông chùa đúng không? Bên hông chùa cũng không xong, tại vì nó nắng quá chịu không nổi đúng không? Chạy trước cửa chùa cũng không yên đúng không? Là mấy Phật tử đi ra ngó, thì mấy ông thầy đứng trong kiến nhìn đám mình giống như đám khỉ vậy đó. Thằng đó tào lao, vô đây ngồi thiền không vô, ngồi ở ngoài nói xạo. Mấy ông nói vậy đó, mấy ông đứng ở trong cái chánh điện ông nhìn ra. Thì cho nên mình không có muốn họ động tâm, mình mới chạy tới chỗ này. Mà cũng phước đức á, là ở chỗ này chú bỏ 8-9 năm không có bước về nơi này. Từ lúc mà rời khỏi building này, cái ngành di mạch nó lên, bữa giờ bỏ vô đây 20 triệu. Thì mình còn chỗ này để mình nấp bóng á, mà cũng nhờ mấy cái miếng này căng lên. Thì hôm nay mình có chỗ này nó cũng giống như Kỳ Đà cấp cô độc. Nhưng mà thời đại hồi xưa nó không có miếng này. Tại vì Phật mấy cái lá cây mình có phước hơn Phật thời xưa nhiều quá con. Phật xưa đâu có mấy cái này, xưa ai đâu chế mấy cái này. Tại vì cái ông Kỳ Đà là ông có cái cây có cái tàn. Còn ông kia ông lót vàng dưới đất, thì Phật tử mới vô ngồi mới nghe Phật nói chuyện. Xin lỗi nghe, mình không có dám so sánh ngang hàng, nhưng mà mình có phước hơn.